con và lấy cái dịch đó để lắp với anh Nam ha và anh Nam bốn ha. Cái đó người ta gọi đây là hỗn hợp kim ma cô nhắc. Hỗn hợp kim ma cô nhắc này nó sẽ làm cho cái tâm lý của màu đỏ. Sau khi lắp cái kim ma cô nhắc xong, em thấy dung dịch kim ma cô nhắc nó có màu đỏ. Lấy cái dịch đó em đo xem cái độ hấp thu nó là bao nhiêu. Từ đo độ hấp thu người ta sẽ tính ra được cái hàm lượng của cái chất mình cần định lượng. Và từ cái độ hấp thu làm sao để ra được cái chất cần định lượng, hàm lượng là bao nhiêu phần trăm, thì người ta phải dựa vào cái đường gọi là đường chuẩn, phải thiết lập một cái đường chuẩn. Cái đường chuẩn đó người ta thiết lập bằng cách người ta lấy một cái chất chuẩn tinh khiết, lấy một cái chất tinh khiết hoàn toàn cân chính xác, ta lưu cái lượng chuyên môn chính xác, em biết được nồng độ chính xác, em cho nó vào trong máy. Ví dụ mình pha 5 nồng độ khác nhau, cái nồng độ này mình biết là mình cân bao nhiêu, mình tính toán được hết cái nồng độ, cái chất chuẩn mình biết. Sau mình cho vào máy mình đo ứng với lại cái nồng độ này thì cái độ hấp thu của nó là bao nhiêu, cái máy nó sẽ tự động và nó ghi ra. Đó là mẫu thứ nhất. Thứ hai, em sẽ có lần lượt 5 cái điểm ở trên cái đồ thị, em sẽ có 5 điểm khác nhau tương ứng với lại 5 cái nồng độ chuẩn, nó sẽ có 5 cái độ hấp thu tương ứng. Và trên cái đồ thị mình sẽ có 5 điểm và người ta nối 5 điểm này lại, thì các em sẽ thấy cái 5 điểm đó nếu như mình pha nồng độ ở đây là nồng độ loãng thì nó sẽ nằm trên cái đường thẳng, phải không? Ta chọn cái nồng độ loãng để người ta có được cái đường chuẩn là cái đường thẳng. Cái đường này các em sau khi thiết lập xong thì mình có một cái đường chuẩn là cái đường thẳng rồi. Thì bây giờ từ cái mẫu thử mình viết ra xong rồi mình cho vào máy đo, thì cái máy nó sẽ đọc được cái độ hấp thu của cái mẫu thử. Ví dụ nó đọc được cái độ hấp thu của mẫu thử là bao nhiêu đây, thì thông thường nếu mà không có đường chuẩn thì cái giá trị thì nó không có cái hình tính toán được cái gì hết, chỉ biết được cái độ hấp thu của máy thôi. Nhưng mà đây nhờ có cái đường chuẩn cho nên khi mình biết được cái độ hấp thu của cái mẫu thử, các em sẽ thấy là cái máy nó sẽ kẽ vào máy, kẽ vào cái đường chuẩn, cắt cái đường chuẩn chỗ nào, nó sẽ cho biết cái nồng độ cái mẫu thử mình cần đường chuẩn chỗ đó là bao nhiêu. Trong 1 ml cái dịch mà mình nhận đo có chứa 30 mg cái chất cần định lượng, để là em ra được kết quả. Do đó là nó phải nhờ có cái đường chuẩn này chúng ta mới lấy tính toán được là cái hàm lượng cái chất có trong dược liệu là bao nhiêu phần trăm. Cái đường chuẩn đó nếu muốn thiết lập để định lượng ra ra mấy thì các em phải chọn lựa chất chuẩn. Chất chuẩn mình có thể sử dụng là một trong 3 chất này. Nếu mà muốn định lượng ra cho biết thì cái chất để mà em hạ cái đường chuẩn này phải là histidine hoặc là acid disulfuric hoặc là coman chloride, một trong 3 chất đó. Chúng ta biết histidine đó là dưỡng chất có 2 OH ở vị trí 18, phải không? Đó là dưỡng chất 18 dihydroxyandraquinone, cái cấu trúc cơ bản nhất của cái nhóm tồn tại. Chất này khi mà các pha nó vô trong cái dung dịch kim ammoniac thì nó sẽ có màu đỏ, và mình cân chính xác cái lượng histidine rồi mình cho vào kim ammoniac, lúc đó mình tính được cái nồng độ tương ứng nhá. Rồi khi mà các thiết lập được cái đường chuẩn rồi, mình sẽ lấy cái mẫu thử và chiết xuất ra để ta tính đo được cái độ hấp thu. Một là chúng ta dùng histidine, hai là chúng ta có thể dùng, nếu mà không có histidine chúng ta dùng acid disulfuric. Em sẽ sử dụng disulfuric tương tự như vậy, cân xong rồi ta dùng dịch kim mà mình nhắc, rồi nó xác định cái đường chuẩn. Còn đối với lại coban chloride, cái coban chloride này các em nó không có liên quan gì với nhóm antranoid hết, cấu trúc của nó hoàn toàn khác, nhưng mà nó liên quan, người ta có thể sử dụng nó làm chất chuẩn được là vì cái màu của nó là màu đỏ
kiệm. Cho nên người ta cân cái lượng của ban cơ đấy không chính xác. Ta dùng trong nước, người ta có cái dung dịch có cái độ màu từ hồng lợt cho đến rõ đậm khác nhau. Rồi cái màu đó nó sẽ xây dựng thành một cái đường đường. Và khi mà các em ra được cái giá trị của cái nồng độ mà mình đọc được ở đây nè, người ta sẽ đem nhân với một cái hệ số, thì nó sẽ ra được là cái nồng độ tương ứng của cái chất ăn ma túy ở trong dược liệu là bao nhiêu phần trăm. Trước đây thì khi mà người ta chưa có chất lượng đó, muốn định lượng ăn ma túy, người ta hay dùng cái này. Cái chất này dễ kiếm, em có thể sử dụng mua ngoài dễ dàng. Nhưng mà sau này khi mà người ta có được những cái chất tinh khiết rồi thì chất tích hợp hơn là acid bisulfonic hoặc là SDC, một trong hai chất này nó tích hợp hơn, và vì bản thân nó cũng là acid, cho nên cái nồng độ với cái màu sắc của nó sẽ chính xác hơn, cái đường chuẩn em xây dựng nó sẽ chính xác hơn là xây dựng bằng coagulic nha. Đó là cái nguyên tắc của cái phương pháp đo màu. Phương pháp này gọi là đo màu là vì nó tạo ra phản ứng màu đỏ, rồi mình lấy đâu, nó gọi là phương pháp đo màu. Khi mà mình làm phản ứng này thì những người định lượng, người ta thấy rằng cái màu đỏ mà em nên đo, cái màu đỏ mà em đo để có được cái giá trị đó, nó là màu của dạng chất oxy hóa tác dụng với kiềm. Nếu là mình lấy một cái hỗn hợp vừa có chất oxy hóa, vừa ở dạng oxy hóa, vừa có dạng tử mà các em cho tác dụng với kiềm, thì cái màu đỏ đó chỉ liên quan đến cái dạng oxy hóa, còn cái dạng tử nó không có màu đỏ, nó nằm yên trong cái dung dịch đó nhưng mà nó không tạo màu đỏ. Cho nên là trong cái hỗn hợp vừa có dạng oxy hóa vừa có dạng tử mà mình làm phản ứng với lát với kiềm thì chỉ có dạng oxy hóa cho màu đỏ. Cho nên cái nồng độ của cái hàm lượng ở dạng tử là bao nhiêu mình biết. Lúc đó người ta có một cái cách khác, người ta thấy là nếu mà tích lượng cả cái dạng acrylic tử và oxy hóa, tức là dạng acrylic toàn phân đó, thì mình phải làm thêm một giai đoạn nữa là lấy cái dung dịch có chứa cả dạng oxy hóa và dạng tử đó đem đun nóng trong môi trường kiềm. Các bạn dưới này còn nào là khi mà các em lấy dung dịch có chứa dạng oxy hóa và dạng tử đó, các em đem đun nóng, đặt lên bếp đun nóng trong môi trường kiềm thời gian 20 phút. Khi mà mình đun nóng 20 phút thì đã cho cái dạng tử nó gặp oxy của không khí và nó bị nhiệt độ cao, nó sẽ biến đổi thành dạng oxy hóa. Và khi đó cái màu sau khi mà mình đun xong đó, thì cái màu sẽ đậm hơn, cái màu đỏ nó sẽ đậm hơn. Lý do là vì bây giờ cả dạng oxy hóa và dạng đỏ hết, thì nó cộng thêm cái màu nó sẽ làm đậm hơn. Lúc đó ta sẽ định lượng được cả dạng oxy hóa và dạng tử. Sau khi người ta đo hai lần, đấy là lần đầu là không có đúng. Lần đầu em cái màu đỏ tạo ra là màu của dạng oxy hóa thôi. Em có được cái kết quả dạng oxy hóa được mặc độ 2 hay là bao nhiêu. Rồi sau đó em đem đun nóng, em đo lại lần thứ hai thì em sẽ có giá trị của hai cái độ hấp thu. Độ hấp thu trước khi đun và độ hấp thu sau khi đun. Độ hấp thu sau khi đun nó sẽ lớn hơn độ hấp thu trước khi đun. Người ta lấy độ hấp thu sau khi đun trừ cái độ hấp thu trước khi đun thì các em sẽ có độ hấp thu tương ứng với dạng tử. Cái độ hấp thu sau khi đun là của cả dạng tử và dạng oxy hóa. Cái này là của dạng oxy hóa thôi. Cho nên lấy cái này trừ cái này thì các em sẽ ra được là độ hấp thu của dạng tử. Cái này trước khi đun nó là độ hấp thu của dạng oxy hóa. Sau khi đun thì nó là độ hấp thu của dạng oxy hóa cộng với độ hấp thu của dạng tử. Cho nên mình lấy cái này trừ đi cái này, tức là bỏ mất cái phần này đi thì các em sẽ ra được cái độ hấp thu tương ứng với dạng tử. Chúng ta các em sẽ tính toán được cái kết quả là từ phần trăm dạng oxy hóa là
là bao nhiêu. Và trong thực tế, cái thông tin này rất là quan trọng. Tại vì mình biết là nếu mà dược liệu có chứa Antranoid, mà Antranoid đó ở dạng khử nhiều hơn, thì khi mình cho bệnh nhân uống là bệnh nhân sẽ bị đau bụng dữ dội và nôn ói, không có uống đó không có tốt. Lúc đó mình phải biến đổi cái Antranoid trong dược liệu từ dạng khử sang dạng oxy hóa rồi mới cho bệnh nhân uống. Còn nếu như mình định lượng xong rồi mình thấy là Antranoid đang có trong dược liệu này ở dạng oxy hóa thôi, thì mình yên tâm là mình có thể lấy dược liệu đó mình chế thuốc cho bệnh nhân uống. Uống xong vô có êm dịu, nó có gây đau bụng nhá. Cho nên cái thông tin giảm khử là bao nhiêu phần trăm của dạng oxy hóa, bao nhiêu phần trăm, nó giúp cho người ta quyết định cái việc sử dụng cái dược liệu. Và bây giờ để làm thế nào làm được cái đó thì các em nhìn lên cái sơ đồ, các em có thấy Autohub chỉ đề xuất là cái việc là chiết xuất dược liệu xong rồi đem cho màng thôi là ra kết quả. Nhưng mà sau Autohub thì người ta cải tiến phương pháp này, người ta làm thêm cái giai đoạn nữa. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy bột dược liệu, trong bột dược liệu đó em có Antranoid dạng tự do, có ký hiệu là chữ A, đó là Antranoid dạng tự do. Rồi cái dạng Antranoid dạng kết hợp với đường, có ký hiệu là A phẩy, có ngăn với O là dạng kết hợp với đường. Trong bột dược liệu nó có tồn tại hai cái này. Khi mà chúng ta cho acetic vào phân cách thủy thì cái dạng kết hợp với đường nó sẽ bị cắt chỗ này, cắt mất cái phần đường ra, và lúc đó tất cả đều chuyển thành amicot hết. Và các em sẽ chiết nó ra làm eten, đem lắc với eten thì cái dịch eten nó sẽ hòa tan acetic dạng tự do và acetic dạng dạng kết hợp với đường vừa mới bị thủy phân xong nhá. Chúng ta sẽ có hỗn hợp hai Antranoid này. Rồi lấy cái dịch này có chứa hai cái Antranoid này, mình lắc cái kìm vào nhá, và để yên cho các lớp. Thì cái lớp kìm nó sẽ có màu đỏ. Cái lớp kìm nó có màu đỏ là do Antranoid ở dạng oxy hóa thôi. Cái màu này là chỉ do cái dạng oxy hóa tạo ra. Còn cái dạng tử nằm yên đó chưa có tác dụng gì hết, không có cho màu đỏ. Thì em lấy cái dịch kìm đó em đo màng. Khi mà mình đo màng thì mình sẽ có được cái kết quả là nồng độ của Antranoid toàn phần của dạng oxy hóa. Toàn phần nghĩa là gồm có dạng amicot và cộng với dạng glycosid, gọi đó là Antranoid toàn phần. Nhưng mà chỉ ở dạng oxy hóa thôi, ra được cái kết quả giá trị là B, để đó đi. Xong rồi lấy cái ống nghiệm mà có chứa cái dung dịch này nè, đèn đặt lên bếp đun nóng 20 phút. Sau khi đun nóng 20 phút xong thì cái dạng khử nó nằm ở trong này, cái dạng khử nó còn nằm ở trong này, nó sẽ biến đổi cái chuyện nó bị chuyển thành dạng oxy hóa có màu đỏ. Và cái dịch kìm ở đây các em sẽ thấy nó có màu đỏ, và cái màu này sẽ đậm hơn cái màu của cái lớp kìm này. Là vì cái màu này là do cả dạng khử và dạng oxy hóa đều tạo màu đỏ hết. Lúc này em lấy cái dịch đó em lên đo màng thì em sẽ ra được cái nồng độ Antranoid toàn phần của dạng oxy hóa cộng với dạng khử luôn, cả hai dạng đều ra màu đỏ hết. Và em sẽ có giá trị A, giá trị A này nó lớn hơn B. Em lấy A em trừ cho B thì em sẽ ra được cái nồng độ Antranoid toàn phần ở dạng. Cho nên là ở đây mình sẽ biết được là Antranoid ở dạng oxy hóa là bao nhiêu phần trăm, Antranoid ở dạng oxy hóa và khử bao nhiêu phần trăm, Antranoid dạng khử là bao nhiêu phần trăm. Có hết từng cái thành phần ở trong đó. Đó là cái phương pháp định lượng. Và người ta cải tiến phương pháp qua Autohub chỉ thêm cái giai đoạn này thôi. Đó là đo thay vì Autohub làm tới đây là ngưng. Nhưng mà người ta thấy là làm tới đây mà ngưng thì thu được cái giá trị này thôi, chỉ biết được nồng độ cái dạng oxy hóa thôi. Bây giờ lấy cái dịch kìm đó để đun nóng xong rồi đo màng một lần nữa thì ra được cái dạng khử. Cho nên cái định lượng này là phương pháp hiện giờ người ta vẫn áp dụng đối với lại Antranoid. Tại vì cái máy mình đo là máy đo UV, máy quang phổ, cho nên là nó cái độ chính xác của nó rất là cao.
sợ cứ ăn ra cái nhãn tử là bao nhiêu phần trăm, giảm oxy hóa là bao nhiêu phần trăm nha. Rồi bây giờ vấn đề người ta biết thêm, người ta muốn biết thêm nữa. Ở đây cái em có đây là ăn ra biết toàn phần, nghĩa là vừa ở dạng ăn với con, vừa ở dạng kết hợp với đường nhãn tử của sinh. Bây giờ vấn đề đặt ra nữa là nếu như cái dược liệu đó có chứa ăn ra biết dạng ăn với con nhiều hơn thì cái thuốc đó cho bệnh nhân uống cho mà không có tác dụng hiện tại là vì acramid ở dạng anticon nó đi ngang qua ruột non, nó không tan trong nước nên nó đi ngang qua ruột non, nó sẽ bị giữ lại trong ruột non rất là lâu và nó sẽ bị hấp thu vào máu, cái mạch máu của ruột non nó sẽ hấp thu hết acramid ở dạng anticon và lúc đó cái thuốc này sẽ đi vào máu, nó đi đến thận, nó đi đến gan mật, nó đi qua những cái chỗ khác, những cái khớp xương mình bị viêm như thế, nó chữa bệnh khác, nó không có công dụng hiện tại, tại vì nó không xuống được tới ruột già, cho nên nó không giúp cho con thắt cái ruột già này. Do đó, nếu như ăn acramid muốn có tác dụng hiện tại, thì nó phải ở dạng glycosid, ở dạng kết hợp với đường, uống cái acramid cái dạng kết hợp với đường, đó, do cái chất này nó tan trong nước rất là tốt. Cho nên mình uống nó kèm với nước, mình uống xong nó đi ngang qua ruột non, nó sẽ trôi rất là nhanh qua khỏi ruột non, nó không bị hấp thu ở ruột non và nó đi thẳng tới ruột già. Nó đi thẳng tới ruột già thì cái hệ vi khuẩn nó trong ruột già đó, nó có những enzyme, nó sẽ cắt cái mạch đường của cái dạng glycosid ra, nó trả đã trở lại cái dạng anticon. Lúc đó cái thuốc nó mới làm co thắt cái ruột già và nó co thắt ngay tại cái ruột già thôi và nó đẩy hết những cái chất phân thứ ở trong ruột già ra, cho nên tác dụng chính của cái dạng glycosid là tác dụng nhuận tẩy. Do đó đối với lại dược liệu có chứa acramid, người ta cần phải biết thêm nữa là acramid đó tồn tại dạng anticon nhiều hơn hay là dạng glycosid nhiều hơn. Thì muốn xác định, muốn định lượng được cái tỷ lệ đó, người ta sẽ tiến hành hai mẫu. Mẫu thứ nhất người ta làm theo cái quy trình như trên bảng hiện có, nghĩa là đầu tiên lấy dược liệu đem đun với axit và chiết bằng ethan, nghĩa là chuyển hết toàn bộ cả cái dạng tự do và dạng kết hợp với đường thành anticon hết, và kết quả cái đọc được là cái nồng độ anticon toàn phần, nghĩa là vừa gồm có anticon tự do vừa có dạng kết hợp với đường ra được cái toàn phần rồi, giữ cái kết quả đó ở đó, xong rồi cân dược liệu tiến hành định lượng một cái mẫu khác. Cái mẫu khác này mình làm mình không có thủy phân nữa, em lấy một dược liệu có chứa acramid dạng tự do và acramid có kết hợp với đường này nè, thế giờ cái một dược liệu đó đem lắc với ethan thôi, lắc với ethan nhiệt độ thường, thì chúng ta nhớ là nếu mà lắc với ethan nhiệt độ thường thì chỉ có acramid dạng tự do với tan được trong ethan, còn dạng glycosid không tan trong ethan, nó sẽ nằm lại trong cái dược liệu, nó không ra được. Và lúc đó mình sẽ đem lọc bỏ cái tải dược liệu đi, tức là mình bỏ luôn cái dạng acramid có kết hợp với đường, bỏ cái phần này đi, lấy đi cái dạng tự do thôi, vì trong cái dịch ethan em có là nó ra được cái dạng acramid dạng tự do. Rồi tới đây các em nên lắc với kiềm và ăn nha, ra được cái dịch màu đỏ, lấy cái dịch màu đỏ đấy đó đem đo mặt thì ra được cái nồng độ acramid tự do phần này thôi ở dạng oxy hóa. Sau khi có được cái kết quả cái giá trị là D để đó, xong lấy cái ống nó đem đun nóng 20 phút cho nó chuyển hết từ dạng tử sang dạng oxy hóa, rồi đo màu lần thứ hai mình có được cái giá trị C. Cái này là thể hiện cái màu của dạng oxy hóa và dạng tử cộng lại, lấy cái C trừ cái D em phải nói là độ acramid tự do, nghĩa là cái phần này thôi ở dạng tử có được liền nhé. Và từ kết quả này so sánh với lại kết quả trước đó, em có acramid trước đó là acramid toàn phần vừa dạng anticon vừa cộng với glycosid, thì ra đây là chỉ ra cái dạng anticon không thôi, lấy kết quả của cái mẫu lần trước trừ cho kết quả của cái mẫu làm lần thứ hai lần sau, các em sẽ ra được cái hàm lượng acramid cái dạng
kết hợp cái đường là bao nhiêu phần trăm. Đó là phương pháp và phương pháp alternative cải tiến. Người ta sẽ giải quyết được những cái vấn đề người ta cần biết. Và trong nhiều tiền đó anh ta sẽ tồn tại là tự do là bao nhiêu phần trăm, dạng kết hợp cái đường là bao nhiêu phần trăm, rồi dạng oxy hóa là bao nhiêu phần trăm, dạng tự là bao nhiêu phần trăm. Là chỉ bằng cái cách làm như thế này. Cho nên người ta muốn hiện nay những cái phương pháp vẫn được áp dụng là phương pháp đo mặt theo kiểu như cô giới thiệu cho các em nãy giờ. Đó là phương pháp chính. Ngoài ra đối với anh ta nói thì người ta còn có thể định lượng bằng phương pháp acetase. Lý do là vì anh ta nói nó có tính acid, cho nên khi mà mình chiết nó ra được rồi mình sẽ cho lên tác dụng với một cái lượng thừa như kiềm, tác dụng với kiềm thừa thì anh ta nói sẽ tác dụng với kiềm, cái phần thừa lại đó người ta sẽ định lượng bằng acid chuẩn. Từ cái lượng kiềm thừa mình đã sử dụng lấy cái này trừ đi cái lượng axit chuẩn độ thì em sẽ ra được cái hàm lượng của alkaloid có trong kiềm là bao nhiêu. Đó là phương pháp acetase. Trong phương pháp này thì chúng ta không cần dùng chỉ thị màu, là vì alkaloid mình biết được là trong môi trường kiềm nó màu đỏ, trong môi trường axit nó màu vàng, chuyển sang màu vàng nó còn màu đỏ nữa. Cho nên người ta đầu tiên em lấy cái dịch alkaloid đó, cái pha trong cao khác thì cái dịch này nó sẽ có màu đỏ, cái hỗn hợp này nó có màu đỏ. Mình nhỏ HCl xuống, nhỏ xuống cho đến bao giờ nó hết cái lượng cao mắc thừa trong đó, nghĩa là pH ở đây nó sẽ là pH trung tính, lúc đó cái màu đỏ nó sẽ biến mất và nó chuyển sang màu vàng. Nghĩa là người ta định lượng cho đến khi nào màu đỏ chuyển sang màu vàng là người ta biết là đến tương đương, người ta nhìn lại. Phương pháp này trong một số trường hợp người ta vẫn tiến hành làm. Tuy nhiên thường thường người ta thấy là so với phương pháp đo mặn của alternative kết quả nó thường nó sai lệch lớn hơn. Lý do là vì trong dược liệu không phải chỉ có một mình alkaloid có tính axit, mà một số tạp chất khác, những chất khác nó cũng có tính axit và kiềm, cho nên nó sẽ ảnh hưởng tới kết quả và nó làm sai kết quả đi. Cho nên phương pháp này ít dùng hiện nay, rất ít dùng. Còn phương pháp thứ ba là kết hợp sắc cái lớp mỏng và đo quang. Thì đối với lại một số alkaloid em sẽ thấy để định lượng hàm lượng phần trăm của một cái chất nào đó có ở trong dược liệu thì đầu tiên người ta chiết nó ra trong dược liệu một cái lượng chính xác, cho một lượng chính xác dung môi, tính toán hết cái nồng độ của cái dịch mà mình chấm lên trên cái bản mỏng này là chấm bao nhiêu microlit. Ta định lượng hết xong, sau khi người ta cai trị sắc ký xong tách thành từng vớt, ví dụ như em có nhiều vớt, cái vớt kế bên sẽ nắm một cái chất chuẩn, ví dụ em muốn định lượng acid isopropylic, muốn định lượng cái hàm lượng isopropylic trong cái mẫu dược liệu thử này, trong cái mẫu dược liệu thì người ta sẽ chấm cái acid isopropylic chuẩn lên. Đó, khi khai triển sắc ký xong, cái vết nào mà lên ngang với lại cái vết isopropylic thì nó chính là acid isopropylic trong cái mẫu thử, trong cái dược liệu thử. Rồi mình đã xác định cái vết mình cần định lượng là vết nào rồi thì lúc đó mình sẽ cho nguyên cái mảnh này vô trong cái máy, mình đo cái độ hấp thu của cái vết này, máy nó sẽ quét, nó scan, mình đo coi là ở cái vết isopropylic chuẩn cái độ hấp thu là bao nhiêu, ở bên cái mẫu thử cái độ hấp thu này là bao nhiêu, nó ra được cái độ hấp thu. Rồi từ cái mẫu chuẩn này em có, ví dụ như người ta thấy với cái nồng độ của isopropylic chuẩn là nồng độ là bao nhiêu phần trăm đó thì cái độ hấp thu nó là bao nhiêu. Thấy không, cái con số này là từ cái chuẩn ra được. Bây giờ với lại cái bếp này ở bên mẫu thử thì các em sẽ có cái độ hấp thu của cái mẫu thử này tương ứng với nồng độ là bao nhiêu, cái máy nó sẽ tính ra được hơn. Thế là cái nồng độ chuẩn như thế này thì ra cái độ hấp thu này. Bây giờ mình có cái độ hấp thu rồi, mình sẽ tính được trở lại cái nồng độ của cái mẫu thử của isopropylic trong mẫu thử là bao nhiêu phần trăm. Phương pháp này người ta gọi là phương pháp bán định lượng, nghĩa là các em làm sắc ký lớp mỏng
rồi các em xác định luôn hàm lượng của cái chất của cái lớp đó là bao nhiêu phần trăm trong cái mỗi thử luôn. Và cái máy này ở trên thị trường thì giờ nó bán cho những cái phòng thí nghiệm người ta sử dụng khá là nhiều, là vì nó giúp cho em thứ nhất là xác định là cái dược liệu đó có hoạt chất hay không, thứ hai là hàm lượng của cái hoạt chất trong đó là bao nhiêu phần trăm. Trên cái bản phẩm mình có thể có được cái kết quả đo hàm lượng. Phương pháp thứ tư thường hay áp dụng đó là phương pháp SPLC. Phương pháp đo màu của Atherton thì nó có cái ưu điểm là nó chính xác, nhưng mà vấn đề nhiều khi người ta muốn biết nhiều hơn cái thông tin nó cung cấp, là người ta muốn biết cụ thể, ví dụ trong cái bộ phân tả nó có ba cái chất, ví dụ như là senosid, senosid A, senosid B, senosid C, cấu trúc của ba cái chất đó nó gần giống nhau, cho nên cái nào phương pháp đo màu nó ra hỗn hợp, tất cả nó cộng lại nó ra kết quả cả ba cái chất đó là bao nhiêu phần trăm thôi. Nhưng mà bây giờ trong thực tế người ta muốn biết thêm là senosid A chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm, senosid B bao nhiêu phần trăm, senosid C bao nhiêu phần trăm, thì để giải quyết vấn đề đó chỉ có cái phương pháp SPLC là nó đáp ứng được thôi. Thì ta sẽ tiến hành định lượng bằng phương pháp SPLC để xác định được hàm lượng riêng biệt của từng chất có cấu trúc giống nhau trong một cái hỗn hợp, thì người ta sẽ tiến hành định lượng. Và cái quy trình định lượng khi mà các em đọc một cái quy trình định lượng bằng SPLC, bao giờ em cũng phải chú ý là cái cách người ta pha cái khẩu thử, làm sao để người ta ra được cái dịch thử để người ta bơm vào máy. Rồi thứ hai là cái cách người ta pha mẫu chuẩn, cái chất chuẩn người ta cho là gì, pha nồng độ bao nhiêu phần trăm, đó là cách chuẩn bị cái mẫu chuẩn. Và cái yếu tố kế mình phải xem là cái dung môi, cái hỗn hợp dung môi mà người ta cho chạy qua cái hỗn hợp, tức là cái pha động ở đây người ta sử dụng dung môi gì nha, pha động là gì và cái điều kiện xác ký là gì nha, chúng ta phải chú ý những chi tiết đó. Nguyên tắc của phương pháp này đầu tiên là mình cần chính xác dược liệu, chiết xuất theo cái quy trình thích hợp ra được cái mẫu thử, rồi cần chính xác bơm vào máy cái lượng chính xác mẫu thử và khai điểm xác ký. Khi mà các em khai điểm xác ký cái mẫu thử xong rồi thì các em sẽ có kết quả sắc đồ. Cái sắc đồ của SPLC chúng ta cũng gọi nó là cái sắc đồ hay là sắc ký đồ. Sắc ký đồ của SPLC nó thường thường nó biểu diễn cái dạng này. Cái trục này là trục thời gian, trục này là trục diện tích tích. Đây nó không phải là độ hấp thu mà nó là cái diện tích pin. Khi mà các em bơm vào máy một cái mẫu thử đó có thể chứa nhiều hợp chất khác nhau, nhiều chất khác nhau, mình bơm vào xong thì sau khi qua cho nó qua cái detector phát hiện thì chúng ta sẽ thấy có nhiều pin khác nhau, có thể nó hiện ra như thế này, cái sắc đỏ nó hiện ra như thế này, đó và cũng một pin như vậy nó tương đương với một chất. Một cái đỉnh nhọn này là tương đối với một chất, người ta gọi nó là một cái pic. Và mỗi một pic như vậy, ví dụ như là cái chất đầu tiên, thời gian nó xuất hiện ở trên máy nó là 5 phút. Sau khi bơm và băng cột, 5 phút sau thì cái cơ phát hiện là có cái chất này đang ra khỏi cột, thì thời gian nó là 5 phút. Rồi ví dụ như là với cái mẫu này, thời gian nó là 10 phút thì phát hiện cái vết này là 15 phút, chỗ này là 18 phút, chỗ này là 20 phút chẳng hạn, chỗ này là 25 phút. Thì đây là chính là cái thời gian mà cái chất đó nó bị giữ lại ở trong cột. Nghĩa là khi bơm vào máy thì chất này nó sẽ chảy qua cột và sau 5 phút là nó ra khỏi cột. Cho nên cái thời gian 5 phút đó người ta gọi là thời gian lưu. Thời gian cái chất đó nó bị giữ lại trong cột gọi là thời gian lưu. Thời gian lưu nó sẽ phụ thuộc vào cấu trúc của từng chất và bản thân cái chất đó
tan tốt trong dung môi, ít bị hấp phụ với cột thì ra nước. Còn chất nào mà kém tan trong dung môi và bị cái chất hấp phụ của cột nó giữ lại, đây nó ra sao cùng, nó ra sao. Và người ta thấy chỉ cần cái chất đó ở dạng kết hợp với đường, một phân tử đường hay là hai phân tử đường thì thời gian dung nó đã khác nhau rồi. Nghĩa là nó chỉ khác nhau một chút xíu trong cấu trúc thôi là thời gian dung nó sẽ khác nhau. Và nó sẽ xuất hiện trên sắc khí đồ thành từng tích liên hiệp. Cho nên là rất là dễ bắt ra những cái chất cấu trúc rất gần nha. Chỉ cần sai lệch một chút xíu thôi là nó đã có thời gian dung khác nhau rồi. Và bây giờ để xác định cái mẫu mà cần định lượng, cái vết thương cần định lượng, ví dụ như là mình biết là trong cái dịch mang tại diệp á, nó có senolytic A, senolytic B, senolytic C, thì bây giờ mình muốn định lượng, mình muốn xem cái vết nào tương ứng với senolytic A, cái nào tương ứng senolytic B hay là C, thì lúc đó người ta sẽ lấy chất trùng. Ví dụ người ta muốn định lượng cái senolytic A trước thì người ta sẽ cho chất trùng là senolytic A trước. Ví dụ người ta thấy bơm vào máy chỉ duy nhất một chất thôi là senolytic A, các bạn có cái senolytic A, sau khi bơm vào máy xong thì người ta thấy trên cái sắc đồ của cái mẫu chuẩn senolytic A chỉ có một vết gì đó và nó chính là senolytic A. Thời gian lưu của cái vết này là 10 phút. Người ta nhìn vô senolytic A chuẩn, thời gian lưu là 10 phút. Như vậy thì cái vết trong cái mẫu thử này nè, cái vết tương ứng với 10 phút thời gian lưu chính là senolytic A. Từ đó người ta xác định danh lượng, người ta xác định được cái vết mình cần định lượng là cái chỗ này nha. Đây là cái vết senolytic A trong cái mẫu thử cái này. Rồi vấn đề kế tiếp, thứ nhất nghĩa là mình đã định lượng được rồi, nghĩa là trong cái mẫu thử của mình có chứa senolytic A nha. Cái đó là một thông tin mà biết được là định tính có chứ có hay không. Bây giờ cái thông tin thứ hai mình biết là hàm lượng của senolytic A là bao nhiêu phần trăm, thì người ta căn cứ vào cái gì? Với cái mẫu chuẩn, cái nồng độ bơm vào máy là cái mình biết, vì mình tính toán mình cân bao nhiêu, mình pha bao nhiêu, mình biết nồng độ chính xác. Với cái nồng độ của senolytic A là nồng độ này, thì cái diện tích mà người ta đo được, cái này gọi là cái diện tích fit nè các bạn, cái diện tích người ta đo được tương ứng đó là diện tích này nha. Rồi bây giờ nếu mà bây giờ như vậy thì đối với lại cái mẫu thử, cái diện tích mà máy đọc được là bao nhiêu đây nè, thì như vậy cái diện tích nó sẽ tương ứng với nồng độ là bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu nồng độ bao nhiêu, cái máy nó sẽ cho mình biết kết quả này. Và từ cái mẫu chuẩn